Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây liên quan tình hình sức khỏe của bệnh nhân NHD, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, theo bộ phận phụ trách chuyên môn của bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau 6 ngày điều trị, tình trạng người bệnh đã có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn. Cụ thể, tình trạng hôn mê sâu theo thang điểm Glasgow có cải thiện, lên mức 5 đến 6 điểm, huyết áp ổn định, cắt được thuốc vận mạch, cắt được sốt. Tình trạng suy thận có cải thiện với lượng nước tiểu khá, tiểu được 3.000 ml trên 24 giờ. Cho dù còn tiên lượng dài dặt nhưng tình trạng này đã có chuyển biến tích cực hơn so với trưa ngày 26 tháng 3 khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân từ Hà Nội chuyển về. Lúc đấy bệnh nhân hôn mê sâu với thang điểm Glasgow là 3 điểm. Đồng tử, hai bên giãn to 8mm, không có phản xạ ánh sáng, thở hoàn toàn bằng máy, huyết áp thấp 60 trên 30, mạch nhanh 136 lần một phút, đang phải duy trì hai loại thuốc vận mạch, adrenaline liều 0,6 microgram trên 1 kg trên pH và noradrenaline liều 0,6 microgram trên 1 kg trên pH, sốt cao 39 độ C, thiểu dưỡng nặng, có suy đa tạng, suy tim, suy thận, hô hấp phụ thuộc máy thở, rối loạn đông máu, Bệnh nhân là nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở quận Long Biên, Hà Nội, được cứu chữa tại Bệnh viện 108 với tiên lượng xấu và theo nguyện vọng của gia đình thì chuyển về quê tiếp tục cứu chữa tại Bệnh viện Đạt Hòa Phú Thọ. Tại khoa hồi sức, nam sinh được duy trì điều trị tích cực bằng thở máy, duy trì các thuốc vận mạch, đảm bảo huyết áp, truyền huyết tương, kháng sinh, hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc tích cực. Thông tin từ bệnh viện cho biết, người bệnh đã có những thay đổi nhỏ theo hướng tích cực, tuy nhiên tình trạng còn rất nặng, tiên lượng gần và xa đều rất khó khăn vẫn còn phải duy trì các biện pháp điều trị hồi sức và chăm sóc tích cực, hy vọng theo thời gian người bệnh sẽ có những tiến triển tốt hơn. Trước đó ngày 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với TVM 16 tuổi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án này có đồng phạm hay không ngày 1 tháng 4, chị TNTN 44 tuổi công tác tại thành ủy Quảng Ngãi đã phản ánh về việc một số trang mạng đưa thông tin không chính xác, sai bản chất về vụ việc liên quan mối quan hệ giữa chị với ông VTT 34 tuổi, ngụ tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Theo chị N, tháng 10 năm 2023, thông qua mạng xã hội, ông T nhắn tin tiếp cận chị và nói rằng mình đã ly dị vợ. Vì bản thân là mẹ đơn thân nên nghĩ chuyện hẹn hò với ông T cũng là bình thường. Sau một thời gian hẹn hò, tôi có phát hiện ông T vẫn nhắn tin qua lại với vợ cũ là chị PTT nên tuyên bố chấm dứt quan hệ. Sau đó, ông T đánh tôi bầm tím mặt mày và hâm dọa nếu chia tay, ông sẽ sát hại tôi. Không những thế, ông T đe dọa sẽ gửi video và hình nóng của tôi với ông đến nơi tôi công tác và tung lên mạng xã hội, chị N nói mặc ông T hăm dọa chị N vẫn chủ động chấm dứt qua lại nhưng sau đó đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, ông T lại hăm dọa và cung cấp thông tin hình ảnh để vợ ông là chị PTT gửi đơn kiện chị N. Ngoài ra, theo chị N, cuối năm 2023 ông T còn mang xe máy của chị đi cầm tại tiệm cầm đồ với số tiền 21 triệu đồng, sau đó chị phải bỏ ra số tiền 22,7 triệu đồng để lấy lại chiếc xe, toàn bộ việc này đều có ghi âm tin nhắn làm bằng chứng. Sau chuỗi lại sự việc, tôi nhận ra bản thân mình đã bị vợ chồng ông Tê cố tình gian bẫy tiếp cận nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hết lần này đến lần khác mục đích của họ là chiếm đoạt tiền của tôi. Đã vậy, một số thông tin lan truyền trên mạng không đúng bản chất vụ việc khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều, chị N nói. Cũng theo chị N, sau khi phát hiện hành vi của ông Tê, chị đã làm đơn tố giác tội phạm đối với ông Tê đến cơ quan công an thành phố Quảng Ngãi. Công an thành phố Quảng Ngãi đã mời tôi lên làm việc, chị N cho biết. Trong khi đó, PTT, vợ ông ntt cho biết bà rất bức xúc việc chồng mình và chị tntn có quan hệ bất chính ăn ở với nhau như vợ chồng dù cả hai vợ chồng đã có với nhau ba đứa con khi phát hiện chồng ngoại tình bản thân đã sốc dẫn đến động thai và phải nhập viện cấp cứu trong khi đó tôi đã nhiều lần liên hệ để ngăn cản nhưng bà tntn và chồng mình vẫn qua lại với nhau quá ức ức tôi mới viết đơn tố cáo hành vi quan hệ bất chính của bà tntn với chồng đến cơ quan chức năng chị Tê nói. Ông Bùi Phú Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi cho biết liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đã nhận được đơn tố cáo của chị PTT. Ngày 18 tháng 3, ủy ban đã làm việc với bà PTT và các bên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đang xem xét hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, dự kiến tuần sau Thành ủy Quảng Ngãi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, ông Huy nói. Ông Bùi Phú Huy cũng cho biết thêm bản thân chị TNTN đang độc thân. Nhưng khi nghe có dư luận, đơn vị đã mời bà TNTN đến để chấn chỉnh, yêu cầu bà TNTN không được tiếp xúc với chồng của bà, PTT. Ngày 1 tháng 4, công an huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Huấn, sinh năm 1982, ngụ xã Canh Thuận, huyện Vân Canh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, khoảng 14 giờ 40 phút chiều ngày 9 tháng 2, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Công an huyện Vân Canh đang làm nhiệm vụ tại km 02 300 tuyến DH44 thuộc làng Hà Lũy, xã Canh Thuận thì phát hiện Hà Văn Tuấn có dấu hiệu say xỉn trong quá trình điều khiển mô tô. Ngay sau đó, Tổ công tác yêu cầu huấn dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn cho kết quả vi phạm 0,232mg trên 1 lít. Tiếp đó, Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện nhân huấn không chấp hành bỏ về nhà. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ công tác triển khai lực lượng chuyển địa điểm tuần tra theo kế hoạch. Khi ô tô tuần tra di chuyển ngang qua nhà Huấn thì bất ngờ bị Huấn dùng một viên đá ném làm kính chắn gió phía sau xe ô tô vỡ hoàn toàn. Vượt qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vân Canh đã nhận được kết quả trưng cầu định giá tài sản kính xe ô tô của Cảnh sát Giao thông bị vỡ với mức thiệt hại là 3 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện tiếp tục điều tra xử lý theo quy định nói về vụ án liên quan tới tập đoàn phúc sơn của nguyễn văn hậu tức hậu pháo phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp ủy viên ủy ban pháp luật của quốc hội phạm văn hòa cho biết không chỉ riêng hậu pháo đã có trường hợp ghi âm ghi hình lưu trữ tài khoản chuyển tiền cho quan chức sau đó tiếp tục nhờ vả quan chức những cán bộ khi đã nhận tiền phải giúp đỡ lại và làm nhiều lần hành vi trái pháp luật Đại biểu đoàn đồng Tháp đánh giá, tôi nghĩ rằng nếu làm đúng quy định của pháp luật thì hậu pháo không thể giàu nhanh như vậy. Việc hối lộ để được tạo điều kiện làm ăn đã từng xảy ra trước đây, nhiều cán bộ khi nhận tiền của doanh nghiệp đã tạo mọi điều kiện hay bằng mọi cách để cho doanh nghiệp trúng thầu, trúng giá để cho doanh nghiệp làm ăn được. Trước đó tại cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Bộ Công an cho biết Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi lũng đoạn, gây áp lực ép một số bị can là cựu quan chức Vĩnh Phúc để làm việc này, hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, Bộ Công an hiện chưa thông tin chi tiết việc hậu pháo gây sức ép như thế nào, gây sức ép làm sao nên khó để đánh giá cụ thể. Ông Hòa nhận xét, theo tôi, đây là loại tội phạm đã xảy ra trong thời gian qua nhưng có thể khác nhau về kiểu về hình thức nhận hối lộ ví dụ như nhận hối lộ công khai hay bí mật nhận trực tiếp hay nhận thông qua một người khác nhưng tất cả sau đó đều tạo điều kiện cho đối tượng hối lộ trúng các dự án từ đó đối tượng tiếp tục lợi dụng quan hệ với các quan chức để làm việc với các sở ban quản lý dự án những đối tượng làm ăn phi pháp gian may như hậu pháo đều phải dựa vào quan hệ để làm ăn trục lợi do vậy vụ án này cũng tương tự nhiều vụ việc trước đó ủy viên ủy ban pháp luật của quốc hội nhấn mạnh luật pháp việt nam đã xử lý nhiều vụ việc nhận hối lộ bên cạnh đó theo đại biểu phạm văn hòa có trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như không nhận tiền ví dụ như trường hợp một giám đốc cdc vừa qua thì có thể xử lý về mặt hành chính tuy nhiên trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và nhận tiền hối lộ thì vụ việc phải xử lý hình sự cả đối tượng nhận hối lộ và đối tượng hối lộ đại biểu đoàn đồng tháp phạm văn hòa nói trong các vụ việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng phải tính đến việc sơ xuất do yếu tố chủ quan hay yếu tố khách quan. Việc nhận tiền, tiếp tay cho đối tượng hành động vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự. Những cán bộ vừa qua đều phải xử lý tội hối lộ. Vì đã nhận tiền để làm sai, các cá nhân trong vụ hậu pháo đều khai, đã nhận tiền và đều giao nộp lại để khắc phục hậu quả. Cũng theo ông Hòa, việc hậu pháo vươn vòi bạch tuộc tới các địa phương khác ngoài Vĩnh Phúc là không hề mới các vụ án lớn như Tân Hoàng Minh hay Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đều làm ăn ở rất nhiều địa phương hay vụ kit test cũng phủ tới rất nhiều tỉnh thành. Đại biểu Phạm Văn Hòa nhận định, bước đầu hậu pháo bị phanh phui bởi những dự án đầu tư tại hai địa phương là Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, nếu không bị phát hiện, đối tượng có thể vươn thêm các tỉnh thành khác.